À, thấy. Mày không có dữ không? Có nở đầu nha, không có chậu là chúng nhắn chuyện nha. What the hell? Vui cái trời. À, xin chào tất cả các bạn nha. Thì các bạn ơi, hôm nay mình tranh thủ thức sớm để hốt cho thằng cu lùng một thang thiệt là to, thiệt là bự, thiệt là xấu hổ nha bạn. Thì mình vừa suy nghĩ được một cái màn tròn, nói chung là cực kỳ là bá đạo trên từng hạt gạo luôn nha bạn. Thì các bạn muốn biết là mình sẽ cho thằng cu lùng cái màn gì thì các bạn hãy theo dõi clip ngày hôm nay thì các bạn sẽ biết là dành cho thằng cu lùng cái màn tròn gì cho thằng lùng nha bạn. Bây giờ mình sẽ điện thoại cho thằng cu đen với quyền phiên để mình xi nhan với hai nó, để kêu hai nó hỗ trợ mình thực hiện cái màn tròn ngày hôm nay nha bạn. Nhưng mà mình hứa với tất cả các bạn, cái màn tròn hôm nay là các bạn mà cừ da nước mũi luôn chứ chi da nước mắt, bảo đảm với tất cả các bạn luôn. Thôi bây giờ để các bạn chờ mình chút nha, mình sẽ tắt cái điện thoại một cái, mình điện mình xi nhan với thằng cu đen với quyền phiên cái nha bạn. Rồi các bạn nhớ theo dõi cái màn tròn hôm nay dành cho thằng cu lùng nha. Nếu mà các bạn thấy cái màn tròn ngày hôm nay có gì đó nó thú vị thì các bạn nhớ tặng cho mình một like và chia sẻ cái clip này cho rộng rãi mọi người cùng xem nha bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ để mình điện cho cu đen với quay phim cái nha các bạn. Xin chào tất cả các bạn nha. Chào bạn nha. Chào bạn nha. Các bạn ơi, thì hôm nay mình có một cái trò chơi muốn tổ chức cho anh em cả team mình chơi nha bạn. Thì cái trò chơi rất là đơn giản luôn, là trốn tìm nhận tiền thưởng nha. Nhưng mà chưa hết nha, tiền thưởng của cuộc chơi hôm nay là nó sẽ lên tới 5 triệu đồng nha bạn. Lâu lâu anh em mình cũng phải chơi lớn một cái nha bạn, chứ chơi 1-2 triệu hoài thì nó không có chi là nhiều. Bởi vậy mình sẽ chơi 5 triệu đồng của clip ngày hôm nay nha. Bạn chơi ghê không? Chị lớn như vậy. Đứng mà. Quá lớn. Bây giờ anh em im lặng cái để cho tôi giới thiệu sơ lược lại cuộc chơi của ngày hôm nay nè. Nghe rồi mới hiểu nha. Tại nói chung nó cũng rất là gối não. Nói đi. Thì anh em mình sẽ có cái quy luật trò chơi trốn tìm nha bạn. Là bốn anh em mình sẽ cùng nhau u uế. Người nào ra là người đó bắt. Còn ba người lại sẽ là trốn. Ok. Cái người bắt trong vòng 2 tiếng đồng hồ bắt được cái người cuối cùng luôn. Nhận hết luôn á, bắt hết trơn luôn là sẽ cái người bắt sẽ nhận được 5 triệu tiền thưởng. Đúng. Rồi. Còn mà trong vòng 2 tiếng đồng hồ mà cái người bắt không bắt được cái người cuối cùng là cái người cuối cùng đó sẽ nhận 5 triệu tiền thưởng. Hiểu không? Ok. Mày hiểu chưa? Hiểu chưa? Mày đơn như vậy. Hiểu không nội? Hiểu. Chắc cú không? Chắc cú. Mặt đơn vậy. Đủ xanh mà hiểu sao mặt mày ngơ dữ hả? Thì tôi bắt được không được thằng cuối cùng thì thằng cuối cùng nó thưởng được 5 triệu. Còn nếu như tôi bắt được thằng cuối cùng thì tôi được thưởng 5 triệu vậy đó, bình thường vậy thôi. Ai kêu tốt nè? Đúng không? Đúng. Đúng. Rồi hợp lý luôn. Y vậy. Còn lỡ không bắt được ai sao? Nếu mà trong vòng 2 tiếng đồng hồ mà cái người bắt không bắt được một người nào hết là trò chơi này hủy bỏ. Vậy. Nhấn đầu của thằng bắt xuống đó. Cái thèm chứ. Thằng đó dở ẹt. Dữ là không? Phải chơi vậy nha, mình phải chơi công bằng công tâm. Là trong vòng 2 tiếng đồng hồ mà cái người bắt mà không bắt được một người nào trốn hết là trò chơi đã hủy bỏ. Kết thúc. 11 mình sẽ dành cho 5 triệu tiền thưởng đó, mình sẽ tổ chức cái trò chơi này lại bằng cái giường nhỏ hơn và dễ bắt hơn. Để okay. Chơi nhỏ hơn á, xíu okay hơn, mini hơn. Thì cái trò chơi này anh em mình sẽ chơi trên cái giường chuối rộng tầm khoảng 4-5 ngàn mét vuông nha bạn. Trốn thì là trốn được ở dưới mương bèo, ở trong bụi chuối, tất cả những bụi chuối có thể trốn, không được ra khỏi mí giường. Nếu ra khỏi mí giường là lỗi trực tiếp. Thôi, đơn giản. Lâm năm cũ. Quá đơn giản. Mặt mày sao ngơ ngơ vậy trời? Ngơ ngơ đồ ban như mày. Giống mấy ông Lào mà cái phê vậy. Nhìn giống mày nhóc si kìa. Cái chuyện tốt chưa? Rồi. Rồi, đồ chơi. Ừ, phải nằm chịu ơi. Trời đậu. Nói chung có khí nhẹ hả? Hướng mà không chung trời. Mày chung không? Rồi bỗng vắng nhẹ cái nè. Theo mày là mày sẽ được bao nhiêu phần trăm mày thắng? Thằng nào cũng có chỉ số 100% hết trơn á, chuyện nó mình tụi. Thằng nào cũng 100% nha hả? Vậy mình cũng 100% thắng bạn, cái đầu xanh mắt với thì mới thua phần trăm đó đúng không? Sao? Rồi bây giờ không nói nhiều nè. U quế để coi thằng nào bắt nè. Dứt. Ok. Rồi. Bây giờ bố anh em mình sẽ u quế. U quế chọn ra cái người nào ngáo xí nhất là người bắt nha các bạn. U quế. U quế nha. U quế là mỗi ba là đưa xuống liền nha, không có thấp cao cao thấp nha, không có nào sao trước nha. Lẹ cái công bằng nha. Một cái một nha. Ông nói nhiều quá. Đủ xanh này muốn nói mày. Phải nói đàng hoàng cho mày hiểu chứ mày chơi
ngang tay sao? Rồi đi mọi bài nha, mày đi. Ok mày đi nha. 1, 2, 1. Rồi. Lộ cái nữa là mày làm bắt nha. Chứ luôn. Nếu mà làm nữa là mày bắt nha. Nếu mà nó làm cái nữa nó bắt á. Rồi ok ok. 1, 2, 3. Cái đầu sao mày thôi mày. Tao nào đen vậy hả? Mày đen á? Dừng lại mày ta. Rồi, 1 2 3. Mày làm cái đầu xanh. Dạ. Cái gì? Sao gì chạy? Bắt cái gì chạy? Bắt. Ông bắt được ba thằng không được. Nếu mà mày trong vòng 2 tiếng hồ thì bắt được ba thằng tao thì mày là thằng nhả 5 triệu. Ừ, cái đó là do cái gì vậy? Mệnh. Ông do tài của ông á. Không phải do tài mà do mày có độ bền để đi kiếm được ba thằng tao để bắt không? Mà cái vườn có xíu để kiếm đi. Trốn ngon hơn. 4-5 ngàn mét vuông là bự lắm lên trai. Giờ đổi đây tao cho tắt tao giùm chỗ đi. Ủ xanh. Cho thầm ly đi. Đã có chơi có chịu tao quế rồi đổi gì nữa đổi. Thì sao mày lẹ bẹm không? Ủa bởi vậy lẹ bẹm. Giờ mày dám đổi tao, tao bắt cho. Đồ ẩu xanh bắt đi trong mát không? Trốn bầu cào nữa thấy mẹ luôn mệt hơn nữa chứ sao? Đúng không? Ở nuôi tới mẹ. Bị ai mà mày chơi nè, chơi đó. Nói nhiều quá chơi nè. Ơi. Rồi, giới thiệu lại nha bạn. Là thằng Bắc sẽ quay phim, nó sẽ đưa cho thằng Bắc một cái máy quay để cho thằng Bắc quay lại những khoảnh khắc đi bắt. Còn ba anh em mình trốn. Mỗi người một cái máy quay nữa. Một cái điện thoại để quay lại cái cảnh mà mình trốn để cho công bằng, không ra khỏi khu vườn này. Đúng không? Rồi, mình chơi phải công bằng. Sao cuối trận chơi lấy lại làm là bằng chứng. Rồi. Đúng rồi, là cuối clip là gom lại và ghép thành một cái clip đưa lên cho các bạn xem để cho các bạn chấm điểm là công tâm, không bao giờ an giang hết. Ôi, mà cái thằng mà bắt mà làm biến ngọn chỗ là bị phạt 1 triệu nha. Thì nó không được 5 triệu. Đúng rồi, 5 triệu. Nó không được tan nào thôi. Đấy, mình công bằng mà. Đúng rồi. Rồi, bắt là trong vòng 15 phút là úp mặt vô cái chuối này, 15 phút. Rồi mở mắt ra mới đi kiếm nha, chứ không được mà đếm hỏi ba xong đi kiếm liền. Ai mỗi qua rồi bất tung cũng phải 5, 10, 15, 20 rồi đó chứ. 5, 10, 15, 20 đến tới bao nhiêu? 1 tiếng 100 đi. Thôi 15 phút đi. 15 phút. Tao cho tao cộng thời gian mình đi trốn chứ. Ông biết đường đâu ông canh. Ông đếm từ 1 tiếng 100 đi. 100 đi mình nói 100 sao? Hiểu được. 300. Chắc thèm nha. Nói chung là canh thôi, canh phải thời gian 15 phút. 15 phút đó. Rồi. Ok không? Rồi. Rồi bây giờ thì cuộc chơi của anh em mình chuẩn bị bắt đầu nha bạn. Mời tất cả các bạn đón xem coi hôm nay ai sẽ là người may mắn nhận được 5 triệu đồng tiền thưởng từ mình nha bạn. Các bạn nhớ đón xem clip ngày hôm nay nha. Rồi nha, tôi nhắm mắt ra chú nha. Ai cho mấy cái bồ. Không có giỡn thôi. Tao kiểm tra lại đậu xanh. Úp mặt vô chú luôn. Úp vô. Không có gian đâu chợ mà ơi. Úp vậy nha. Sao không có cái bồ, không có không gian nha. Tại vì chú thấy chơi mà bắt dễ dàng không được nha. Phải chơi thúc lây ra ngoài nha. Đúng không? Đi mới chơi, mới chơi. 15 phút nha. Rồi bây giờ là chuẩn bị. Chạy lên đi. Các bạn ơi, bây giờ trong vòng 15 phút thằng cu lùn đang nút lử với cây chuối, Bây giờ đủ 15 phút đủ cho mấy anh em mình chạy từ đây ra tới rồi cái bờ kinh người kia, anh em mày không mát các bạn. Bỏ cho cu lùn cợi bà nó kiếm ma kiếm quỷ gì cợi nó kiếm các bạn. Ông vô đây ông kiếm 5 triệu. Cợi bà nó kiếm đâu. Một hồi nữa ma ba chuối chứ phát nó 5 triệu. Trời đâu phát 5 triệu. Thôi bây giờ ba anh em mình ngoài không mát. Ra ngoài bờ kinh người kia không mát các bạn. Bỏ cu lùn cợi bà nó làm gì làm thôi vô. A few moments later. Rồi đủ 15 phút rồi nha, tôi đi kiếm à. Rồi đủ 15 phút rồi các bạn. Bây giờ mình bắt đầu mình đi kiếm ổng nha các bạn. Ê, bộ chú. Có không? Chú chú bá biết đâu kiếm trời. Kiếm chắc bú luôn quá. Đây. Chú. Mấy ông nội trốn đầu kỹ trời. Trời ơi người ta cũng biết có dưới mưa không nữa. À thấy rồi. Mấy ông có dưới không? Có nổi đầu anh nha, không có trời.
trời à, chúng nhắn chịu nha. What the hell? Vui cái trời. Trời trời. Chà. Đuối thì biết kiếm đâu trời. Đuối luôn ơi. Ây. Nghe ông đầu chứ ông đầu hết trơn à. À đù dữ hả? Ké luôn quá. 5 triệu dễ ăn dữ cái trời. Thua luôn. Giọng mên mông biết kiếm nào trời. Trời. Buồn chứ. Đây đây đây. Đù dữ ta. Dạ. Chưa thấy 5 triệu rồi thấy bị kiến cắn rồi đó. Sam ơi. Cô đen ơi. Ông chú đâu ạ? Đù cái trời. Ủa là trời. Của bạn ơi. À các bạn ơi, thì bây giờ thằng cu lùn hiện tại bây giờ chắc nó đang còn nút lử với cây chuối trong nhà bạn. Tại vì 15 phút là ăn một mà từ trong ra tới đây thở như chó các bạn. Thật sự là bữa nay cu lùn nó bị con lừa đá một cái tới một chuyện cho bạn. Tôi nhớ cái câu chuyện này quá. Cái gì? Rồi trước mấy tôi cũng bị dính ông chập rồi. Trời ơi là bị dính nhẹ, lần này nó bị thốn rồi đâu. Tranh một con mình nó lặn quặn nhắm mấy tay chuyện nha. Hồi ma chú bắt ông luôn á. Tại hồi nó cho ma chú đè cho nó uống vú vô luôn được. Hụ tranh á. Nói chung là anh em mình chạy từ chỗ anh em muốn đứt hơi mệt vậy mà. Anh em mình sẽ lựa chọn cái địa điểm này nha. Để anh em mình ngồi thống mát các bạn. Ủa cho anh ta cho mình nha. Cho anh ta chứ bắt cho anh ta chứ trời. Mệt như chó vậy. Nắng thì nha. Mình mệt có đoạn đường à. Còn mày nghĩ cụ lùng đây trong vòng 2 tiếng đồng hồ nó kiếm hết cái đám chuối nó bú luôn. Nói chung là anh em sẽ tới đây là cu lùn hết đường mà kiếm rồi nha bạn. Vô vừa nó kiếm tới mà Tết năm canh ngọ bây giờ cũng chưa gặp anh em mình nữa. Thôi bây giờ mình xách xe mình chạy đi mua nước về uống chứ khát nước ấy mẹ luôn nữa à. Ừ. VIP á. Mua nước uống cái này nó quá chịu nổi. Okay. Nói chung thì clip ngày hôm nay là mình cho anh cu lùn nha bạn. Thì các bạn biết rồi, làm cái nghề này biết rồi, không cho nó cũng cho mình à. Bởi vì ai hở thì chết chán chịu chứ biết được đâu mà. Trời giờ khát nước quá à. Khát nước quá thôi giờ đợi cô đen nó chạy xe đi mua nước về anh em mình mời các bạn uống nước chung với anh em nha. Còn cu lùn cậy bà nó muốn kiếm gì nó kiếm mà. Kiếm ma, kiếm quỷ, nó kiếm đậu xanh nó chống được đó. Thôi các bạn chờ anh em mình đi mua nước về mời các bạn uống nha. Mấy cha này trốn đâu kỹ cái trời. Lấy 5 triệu chắc bú luôn quá. Chưa lấy 5 triệu bị kiến cắn ké luôn. Ây da. Trốn mắt tích luôn. Buồn chứ. 5 triệu đâu không thấy rồi thấy bị te tua đó nha.
Khó nhai ông xàm quá. Đù với cái trời. Nó không mình chui vô mấy cái lỗ mà nhí kiếm hoài kiếm lấy trời. Bú luôn quá. Đây 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 đây, chúng cho bả này. Không chụp đây với đâu. Không chụp đây với đâu. Ông chào. Đù với hả? Trời ơi, nó chết trong chết đâu mất tiêu luôn rồi. Thua luôn. Dạ. Ông Sàm ơi, cu đen ơi là cu đen. Quay phim ơi, ba thằng bay chết đâu rồi. Đây, đây, đây. Đâu chụp đây chứ không đâu chứ. À đù cái trời. Bú trời. Ngứa thấy bà nội. Trời ơi trời, 5 triệu non nớt dễ ăn quá đi thôi. Ốc cụ vàng ăn hết rồi mẹ ơi. Dầm đâm nó mới chịu à. Ơi trời. Mấy cha ở đâu có mấy cha. Lồi ra cho con bắt dính thằng hai thằng rồi mấy cha. Bắt con dính thằng nào chắc bú luôn quá. Buồn chứ. Đây 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 đây, không trong đạn này chứ đâu. Mày đúng rồi. À đù dữ hả. Ôi trời. Đi nãy giờ muốn giáp gì chú luôn. Đây 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 đây. Mày hả mày? Thank you.
Sam ơi, Đen ơi, Lưu Viên ơi, đâu rồi? Cho nên nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này. Kiếm nãy giờ gần cả tiếng đồng hồ các bạn ơi. Mệt quá mình nghỉ mệt chút. Kiến cắn ké luôn. 5 triệu cũng không dễ ăn với trời. Thua. Trò chơi đẹp gái. Biết nãy không chơi mẹ nữa rồi. Không nghỉ mệt chút các bạn ơi. Nay kiểm tím bằng nó không bú luôn. 2000 years later. Không mà đi mua nước ở đâu thành phố cho nên mất sức đi ca. Tao không chúng làm lâu chết bà luôn chứ. Trời ơi, nội ơi, ngồi đây có thụt lửa cái thèm vậy hả? Tôi không khát nước hả? Ô chạy luôn đi chứ. Đây cô đang đi mua nước gì tới nha các bạn. Giờ anh em mình mời các bạn thưởng thức nước dừa nha. Nước dừa mới mua. Ngon bổ rẻ nha các bạn. Đó. Đây bây giờ mình khui ra mình làm bậy một ly nước dừa mời các bạn cho nó gực gỡ đi nha các bạn. Có mua trong luôn luôn nè. Đây mình có mua dự trữ cho lụng ly cho bạn. Chừng nào mà nó te tua tê tả nó ra tới thì mình mời nó uống nha. Lúc đó chắc mà mình mời nó cũng uống nữa. Thì cứ bye bye. Thôi nói chung thì kèo thơm tới bạn. Mời các bạn ly nước dừa nha. Thơm ngon bổ rẻ. Giấc này thằng mắc ma trong giấc này nó đang chắc nó đang tình yêu say mê với đám chuối trong vậy bạn. Đúng rồi. Có khi nào kiếm được con bộ giống vậy. Bộ nó hả? Ừ. Nó có yêu quái trong chứ bộ đi thèm chứ hả? Làm gì có bộ. Cái nhũ ha chà bá lửa chà thòn nữa. Rồi bạn. Đây mời tất cả các bạn làm với mình ly nước dừa nha. Đây mời các bạn nha. Mời bạn nha. Mời mày nha cô Lục. Tàu u xanh đấy chứ. Giờ trọng kiếm đi ông Lục. Cái trò này hồi đó tôi với ông quay phim nó bị chơi dè dè luôn mà. Bữa nay nó bị cái nó mới đau nè. Nó bị tê tái nè. Ừ rồi ơi trời. Nó mát nhẹ hả? Chạy nãy giờ muốn thở oxy này uống cái ly nước dừa uống cái nó mê say nó say mê làm sao. Môi đang khô dễ uống rồi. Rồi hai bóp một bạch thuộc kêu luôn rồi thấy thèm rồi. Còn nữa hả? Không biết rồi. Cái ly này để gì á. Khô khô chồng ha. Uống khô chà bá lửa hôm nay mới xong mất tiêu cho hả? Khát nghe tiền lắm. Vô vô vô. Ngồi nè mình ngồi thưởng thức nha bạn. Đây bây giờ mình thì ngồi đây thưởng thức nước dừa thì gió hổ yêu heo này chắc ngủ giấc luôn quá đậu xanh đấy các bạn đang say mê đi kiếm trọng bạn ơi. Mà vô phương kiếm được anh em mình là ra đây ngồi là vô phương kiếm được nha bạn. Thôi mời bạn ly nước dừa nữa nha. Có khi nào ông lội xuống mương đó ông kiếm mình không ta? Còn nó muốn lội lội tì nó hết đi đâu đây à? Tại vì cái mương bèo đó vô uống luôn rồi Vinh. Trời táo. Hai ly nước dừa cái muốn nó hở đã. Còn nhé luôn ta. Thôi nói chung thì anh em mình chỉ việc ngồi đây ngắm cảnh và uống nước dừa nha bạn. Còn cô Lùng thì tới đâu thì tính tới đó nha. Thôi bây giờ thì anh em mình chắc uống nước dừa trong lạc sen này nằm ngủ luôn chứ làm gì giờ đúng không? Đúng rồi, giờ này làm gì nữa giờ? Tự nhiên uống nước dừa không uống. Tự nhiên chổng là dù dám chuối kiếm gì chổng, kiếm xương chổng đúng không cô Lùng? Này muốn chạy. Ngủ đi ta. Cái gì? Nói chuyện hay vậy? Thôi nói chung thì anh em mình cũng mời các bạn uống nước dừa nha bạn. Màn cho này thực hiện nói chung là cũng tuyệt vời nha. Thôi anh em mình uống nước dừa xong nằm ở đây không cảnh luôn nha bạn. Rồi tới đâu anh em mình sẽ chia sẻ cho tất cả các bạn xem tới đó nha. Thôi mình nhớ mệt đừng chút xíu rồi các bạn ơi. Giờ mình đi kiếm tiếp. Kiếm ông này mò kim đáy biển gì vậy? Ké luôn. Cái thằng giáp, cái thằng mít, cái thằng chuối không thấy rồi. Ông trong đây nè chứ đâu chân á. Trời. Giáp gì chuối luôn mà không thấy ngạo vậy trời. Ké luôn quá.
Thôi mình thử mình đi tìm lại chồng nữa các bạn. Đúng như ta. Mà không gặp thằng nào hết trơn á trời. Trời, mệt quá trời các bạn ơi. Kiếm nãy giờ muốn bú luôn mà không gặp thằng nào hết trơn. Để mình nghỉ mệt chút xíu nữa rồi mình đi kiếm tiếp các bạn ơi. Chứ giờ mệt quá lội nãy giờ. Cây cỏ nó cắt ngứa kiến cắn trời trời. Nghỉ mệt chút xíu mình đi kiếm tiếp nha các bạn. À các bạn ơi, thì thật sự là mình cho anh cu lùng mình cũng thấy nó cũng tội như vậy mà thôi cũng kệ, chứ sao giờ làm nghề này các bạn biết rồi. Nói chung nãy giờ cũng một tiếng mấy đồng hồ cũng lâu dữ lắm rồi nha các bạn. Thôi bây giờ mình chơi nó bấy nhiêu được rồi nha các bạn, cũng tha cho nó một con đường sống nha. Bây giờ mình sẽ điện nó thử coi nó đang làm gì chổng nha các bạn. Thật sự giấc này anh em mình cũng muốn biết nó làm gì đóng lắm nha các bạn. Thật sự nãy giờ với anh em mình uống nước dừa ha, xong rồi nằm thiêu thiểu ha, gió mát trầu ủ đã thì đâu nhé luôn cái này. Trời địa. Nó tê tái rồi, bây giờ mình sẽ điện lên cái nha các bạn. Cái này chắc có khi nào nó lũ vô trong cái chòi đất mà nó ngủ luôn không nội. Dễ vậy ông kiếm 5 triệu bạc, ông dễ vậy ông có tha. Mình biết đâu được, biết đâu được mình ngồi đây. Nó kiếm quả ông thấy rồi nó chui vô chòi đất nó ngủ gắt luôn sao. Ở kệ đi thì hên xui. Đây bây giờ mình sẽ điện nó cái nha bạn. Alo, con xin nghe. Alo. Ê, mày mãi đâu có lộn. Mãi đâu mà đúng rồi, mấy ông đang trốn đâu tìm chắc tôi sao chạy trời. Mày kêu không thấy tụi tao luôn hả? Tao đừng nguyên hả? Nãy giờ mày có kêu tụi tao không? Trong kiếm ba. Thì sao tao, tao thấy mày đi đâu chứ hả? Kiếm vòng vòng diễn chuối luôn kéo. Ừ, tôi nấp kế bên ông mà kêu không ra trời. Như kiếm trắng thì cây nó quẹt lửa hết trơn. Mà mệt dữ chưa? Trời ơi, trời muốn ké luôn rồi, đại ca ơi, đại ca đang đâu ạ? Nếu đậu xanh nó chốt kết mày đâu? Trời kiếm không có. Cái đậu xanh mày đúng rồi, dở bẹt được, kiếm con nhiều đâu, kiếm không thấy nữa. Thôi mệt rồi ra đi. Mệt rồi ra đi uống nước mày ơi. 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 Rồi ra đi uống nước mày ơi. Cái gì? Mệt rồi ra đi uống nước. Đậu xanh mày, mày gốc me ở đâu? Đậu xanh hồi nãy giờ mày kiếm trống hả? Trời nãy là tao núp luôn ngoài đây mà, ba tao núp ngoài chỗ này mà. Nãy giờ ba tao núp ngoài đây mà. Ra đây uống nước mày ơi. Ra đây uống nước nè. Mày không kiếm gặp tụi tao luôn hả? Ông chơi vậy là ông đẹp rồi đó. Ông đẹp gì trời? Đợi ông đẹp. Đi kêu uống nước rồi đẹp gì nữa. Kiếm ké nãy giờ trong đây nè. Ké nãy giờ trong đây nè. Thôi vậy mày lỡ rồi. Lỡ rồi mày kiếm thêm chút nữa đi mày. Mày lại mày tao mày thấy số. Đậu trai mày lại mày tao mày thấy số. Đậu ra mà ra nè. Có gì ở trong đó đi mày. Lỗi lỗi chồng chơi với má chồng cái gì. Các bạn đậu xanh nó nãy giờ nó đi kiếm lận quặng lận quặng cháu thấy thèm chứ vậy. Rồi làm sao giờ trời? Mình ngồi đây luôn chứ sao? Đậu không ra quýnh tí mẹ sao? Quýnh chạy. Chạy thèm chứ. Ông làm gì chạy lại mình? Người lớn chạy kịp sao? Tao mập tao chạy kịp sao? Ông làm gì không kịp. Các bạn ơi, thì nói chung thì mình cho anh cu lùng bấy nhiêu đó là đủ rồi nha bạn. Chứ thêm nữa lạng quạng họ nó xỉu trong gốc chuối rồi mệt mỏi tội nghiệp đó nha bạn. Nói chung nhiều được rồi. Đây mình sẽ đứng đây mình sẽ quay lại cái khoảnh khắc mà nó ra tới nó gặp mấy anh em mình đang ngồi đây thử xem nó phản ứng như thế nào nha bạn. Các bạn đón xem nha. Đậu xanh á, anh cu lùng nó lội ra gần tới nha bạn.
mình nhìn cái tướng đó là mình thấy hài tới chứ bạn. Đâu đánh được làm gì, lũ đuổi cho mấy bụi chuối kiếm trong kiếm ba sâu bắn kiếm cắn kiếm gì chứ nó đẹp chứ ai đâu tự nhiên ngu chui bụi chuối chút chút cái thèm nó càng càng gì bụi chuối chút cái thèm nha đầu em sướng mắt mới gì chui chuối kiếm chữ này mèo 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 kẹo nói nó chữ nó càng chữ là mình càng sảng khoái đúng không, là mình sẽ cho thành công mình sảng khoái, nói chung nó càng chữ mình càng thích thú với bạn ấy đó chữ trời. Ôi thằng bu nhìn mấy nữa hả? Nhìn nữa, nhìn nữa. Cắm đầu buồn chứ leo. Đồ nói dạ, nói dạ. Con đẻ đổ rồi lũi. Chậu xịn mày. Bộ nãy chổng má chú già cho nó uống sữa trong cái gì mất mới thì lạng qua lạng lại lạng qua lạng vậy hả? Ngoài đây anh em mình uống mà nội và cái hiện trường của anh em mình nó tan xuống nó hình cho luôn các bạn. Trời chạy đi xíu kìa. Tới một chị chứ. Mày nghĩ nắng gần chết. Mày vuông vuông cho mấy bụi chuối nó nào kiến cắn thì sâu đi bán thứ gì cho rồi. Trời trời. Ơi nãy giờ mày làm gì cháu hả? Mày không khoái mày làm gì tụi tao? Trời ơi, tụi tao ngủ nước này biểu mày không thấy. Gì? Ủa tôi đang trốn mà. Tại trốn mà. Trốn đây hả? Ừ, vậy trốn đâu? Mày ra đó là không được xuống mấy vụ. Tao không xuống mấy vụ đâu. Tao ngồi ốc me mà. Ở trên mấy cũng có nè. Không có gì phải trọng làm gì? Đi cũng mặt đẹp gái hả? Mày ra trọng làm chi? Tao làm chi hả? Ba bú như trời. Nãy giờ mày có chết tao không? Còn nước dừa kìa. Còn chơi bên ta. Mày rồi, uống đi. Vậy là không chơi nha, quỷ bỏ trò chơi nha. Mày muốn có chơi với ông có sợ nữa. Nghiêm nắc lên. Anh em không, chậm lần người này biết rồi, có gì đâu buồn. Buồn gì đó buồn. Chừng cả 2 tiếng đồng hồ. Sao mày đi kiếm mà không gặp tao luôn. Ủa, có kiếm không vậy? Có kiếm không vậy? Tao nói là nghe nè. Cái gì hết trời nắng, cái lũ đuổi mấy bụi chuối nó chặt chặt kiếm gì chẳng hạn. Mình kiếm xương đâu ha. Bắt tới gì bắt tay mắt tự bắt gì bắt qua mình kiếm bụi chuối chẳng hạn. Vô đây kiếm đi. Kiếm không? Đừng kiếm đi. Em giữ xe trời. Sao kìa. Tiền lên đi. Mày ơi.